Thưa quý vị, ngày 8 tháng 3, Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo đó, hội nghị đã khai mạc vào sáng qua 8 tháng 3 tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đọc tờ trình của Bộ Chính trị về chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Sau đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận ở tổ về chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, điều hành hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc kiện toàn nhân sự đảm bảo một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước. Sau đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại tổ về công tác kiện toàn nhân sự.